Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với YouTube của Dung Dâu Điện Máy. Như đã hứa thì ngày hôm nay thì Dung Dâu sẽ làm một cái video quay về cái quá trình Dung Dâu lắp từ cái đầu cao áp gắn trực tiếp vào motor, và sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn luôn. Với những các bạn mà đã có motor rồi ấy, thì khi chúng ta mua đầu cao áp để gắn vào motor thì điều đầu tiên chúng ta nên hỏi những cái chỗ mà chúng ta mua ấy, là với cái đầu cao áp đấy thì nó sẽ gắn được với motor là bao nhiêu kilowatt, để chúng ta có thể lựa chọn một cách chính xác nhất, tránh trường hợp nó mua về là có thể là motor nó không đủ tải chẳng hạn, hoặc là nó không phù hợp, thì lúc đấy nó sẽ rất phức tạp. Trước khi mua thì nên hỏi kỹ. Cái đầu cao áp ngày nay Dung Dâu lắp ấy, thì con đầu cao áp này của nó thì áp mắc của nó 130 cân, và cái trục âm của nó này, trục âm của nó này là trục 24 mm. Trục 24 mm thì với những motor hàng Việt Nam ấy thì nó sẽ đưa vào là vừa luôn. Trục dương của nó là trục 24 này. Và với con đầu này nhá, áp 130 cân này, nước 15 lít trên 1 phút, thì các bạn sẽ lắp cho mình với motor là từ 2 ký 2 trở lên. Nhưng mà nếu có thể thì lắp 3 ký thì nó sẽ đi được hết lực, còn 2 ký 2 thì nó sẽ không ép được áp cao đâu nhá. Nếu 2 ký 2 chúng ta chỉ ép áp được khoảng 7-80 cân thôi. Còn nếu mà 3 ký thì có thể lên được trên 100 cân. Đây này, mình sẽ ướm thử các bạn xem. Em ướm cái quả rô cái vào đi, có cái trục đi. Trục 24 nhá. Đầu tiên chúng ta phải hỏi nhất là về công suất này, thứ hai là về cái trục đấy, để có thể đảm bảo chính xác hơn. Còn nếu mà như các bạn mà có motor rồi mà có thể trục chúng ta to hơn đấy, trục to hơn thì chúng ta có thể là tháo rô ra và chúng ta có thể là hạ trục. Rồi em tháo ra đi. Đây này, điều đầu tiên đấy thì phải tháo cái mặt bích ra. Với những motor nào mà cái mặt bích này của nó này, cái mặt bích của motor ấy nó dày rồi thì chúng ta không cần phải làm mặt bích trung gian. Còn với những cái motor mà nó mỏng ấy, cái mặt bích nó mỏng ấy, thì chúng ta sẽ làm thêm một cái mặt bích trung gian. Đây đây là một cái mặt bích trung gian mình đã tiện rồi này. Và nó bắt ốc này. Đây là bốn con ốc bắt từ mặt bích trung gian vào với mặt bích của động cơ đây. Mình sẽ bắt xuyên qua này. Bắn gen vào này. Rồi sau đó thì từ cái mặt bích trung gian này, bốn con ốc này, khoan taro, thì chúng ta sẽ đưa vào cái mặt bích của đầu bơm cao áp. Đây em ướm vào đi. Và nhớ nhá, về kỹ thuật thì sẽ tiện một cái gờ bên trên này. Để cái gờ này thì nó sẽ giữ chặt về cái mặt bích của đầu bơm cao áp nhá. Đấy em ướm vào cho mọi người nhìn. Đấy, đây. Cái gờ này này nó làm để chúng ta có thể là cố định liên kết của nó một cách cái gờ này nó làm này để chúng ta có thể cố định cái liên kết của nó một cách chắc chắn nhất. Đây em gờ em giữ này, đây lắc đi này, đấy nó cứng đơn này, nó không xê dịch thì đảm bảo liên kết của nó sẽ vững chãi hơn. Còn về cái mặt bích trung gian này ấy, thì các bạn có thể ra những cái hiệu tiện, những cái hiệu cơ khí về tiện đấy ở gần nhà các bạn. Các bạn yêu cầu các cái hiệu đấy thì đây, yêu cầu là em có một cái mặt motor này, đây anh tiện cho một cái mặt bích trung gian để em gắn với cái đầu này, và các bạn nhớ là mang cả mẫu đầu cao áp của mình đi để cho họ có thể dễ dàng xử lý. Và tốt nhất thì nên mang cả trục đi, mang cả quả rô đi này, để khi mà họ làm xong họ có thể ướm vào họ thử luôn, để về chúng ta có thể lắp một phát là ngon lành luôn, tránh trường hợp phải mang đi mang lại. Rồi, và bây giờ thì sẽ lắp nhá. Rồi em lắp rô vào đi. Vậy là Dung Dâu đã lên xong hai con này. Một vòng tổng quan cho các bạn xem này.
Đây, qua mặt bích trung gian này, để phần đầu bơm này được motor nó gánh này, lên khung giá đen của bánh xe đẩy nhé. Điện đấu đây, đây làm automat này, vừa bảo vệ động cơ mà coi như làm công tắc luôn. Đây, đây là hiện tại xong hai bộ này. Đây thì mình sẽ sử dụng ampe kìm nhé, để tí test và sẽ cặp dòng cho các bạn xem luôn. Đây con này luôn. Còn đây đệ đang lắp một bộ khách. Bộ này thì là áp lực nhá. Đây là dòng áp lực này. Còn đây là dòng cao áp này, nó khác nhau hoàn toàn nhá. Áp lực thì chỉ thiên về lưu lượng thôi, nhưng mà áp thấp. Con này thì cũng lên cho một khách hàng là motor 2.2 kg. Đầu là đầu 2 HP. Và con này khách yêu cầu lên cả dơ le súng tự ngắt luôn. Rồi, và bây giờ sẽ vào cái nội dung chính nhé, là sẽ test con cao áp này. Bắt đầu à, mình sử dụng bếp 40 độ nhé. Đây, tia nước này. Đây, tia nước đây. Đây nhá, các bạn nhìn mức áp này, 160 cân nhá. Motor 3 kg, motor toàn phát là lên được 160 cân. Đây dòng đây, 160 cân thì dòng của nó sẽ là 12.6A. Khoán nước đi em ơi. Con này của nó, motor 3 kg của toàn phát thì cái dòng của nó cho phép chạy là ở mức là 15A. Mà con này áp 160 lên 12.5A là cũng đang là ở dưới cái mức cho phép nhá. Nhưng mà thôi chắc ăn đi. Thì Dũng Dâu sẽ khuyến cáo các bạn để áp cho mình ở mức 140 cân thôi, hoặc 130 cân thôi, để đảm bảo là motor nhẹ tải nhất. Bây giờ mình sẽ giảm áp đi nhá, để mức khoảng tầm 130 cân xem là dòng nó khoảng bao nhiêu nhá. Giảm đi em ơi. Bắt đầu này, giảm bớt đi. Đây à, trên 12A này, bây giờ xuống khoảng tầm 120 nhá. Thôi 120 đây, 120 thì dòng của nó xuống đây này, chưa đến 10A. Mà mức cho phép của nó là 15A đây này. 120 cân nhá, 120 cân mà dòng của nó chưa đến 10A thì con này thì, nếu các bạn mà để mức áp như này, khẳng định các bạn luôn, chạy 10 năm không phải nghĩ, mà chạy này cực nhẹ tải motor nhá. Gần như là motor nó quá nhẹ tải luôn, quá bền cho motor và quá bền cho đầu bơm luôn. Nếu mà mức áp các bạn để mình 120 cân. Đây này, chưa đến 10A. Em tăng lên đây, tăng hết cỡ lên. Tăng hết cỡ lên. Rồi, hết cỡ rồi. Hết cỡ nhìn lại nhá. Đây, 160 cân chưa? Đây, tiên nước 160 cân đây. Các bạn nghe tiếng máy này, nghe tiếng động cơ nhá, phải nói nó cực êm luôn. Quá êm luôn này, nghe tiếng này. Quá êm luôn. Gần như là không nghe tiếng gì. Nếu mà thực tế, đây trên video các bạn có thể vẫn nghe tiếng, nhưng mà thực tế quá êm luôn. Dũng Dâu đã từng lắp cho khách hàng cái đầu của Ý ấy, đầu AR1416 rồi. Mà so với cái đầu này thì cái đầu AR Ý ấy chạy kêu rất là to luôn, kêu cạch 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 cạch, kêu kinh khủng luôn, không êm như dòng đầu này đâu. Và cái đầu này của nó nhá, là piston của nó là 18mm, đường kính piston là 18mm. Và piston của nó là mạ tráng sứ nhá, mạ tráng sứ. Rồi, vừa rồi là Dũng Dâu đã hướng dẫn các bạn cái cách lắp bộ máy rửa xe cao áp với những các bạn mà có motor rồi ấy, thì chúng ta có thể mua đầu cao áp về gắn vào. Còn nếu mà chọn bộ bộ như này này, Dũng Dâu lên là cấu hình motor 3 kg toàn phát này, đầu cao áp mắc 160 cân này, nước 15 lít trên một phút,
Bộ này của nó sẽ bao gồm đầy đủ, full đầy đủ luôn là dây hút này, dây da của nó là 15m, súng dài, dùng 4 bếp cao áp. Và khuyến mại thêm đi. Khuyến mại cho các bạn thêm một cái bình bọt 1 lít trị giá 250.000 đấy. Thì là tổng bộ này nhá, chúng dâu lên là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Bạn nào mà có nhu cầu về bộ này thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ với Dũng Dâu qua số điện thoại là 0967123336 hoặc là 0855 777 555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.